ngoài nó có gì các chị? Dương vật ha, bìu ha, ở nữ sẽ có ông đạo, bộ tử cung, vòi trứng ha, và ông vật. Và các đặc điểm thức quát này sẽ biểu hiện về nhiệt tình ha. Thì ở nam thì sao các chị? Ha, cái lông ở mặt cái người có nghĩa là đâu á ha. Rồi sao nữa? Cái hông sẽ hẹp lại ha. Rồi sao nữa? Ở phòng chơi mình chơi thử ra hình gì vậy? Tập chuẩn á, tập chuẩn hình V đúng không? Chữ V V ngược như này đúng không? Không ai đi tập ấy là chim rồi nên tập chứ sao tập phải kiểu vậy. Rồi có khả năng gì nhiều cơ nó điểm cơ nhưng sáu muối ra nên gì ha, trong thành một muối luôn ra được một tập nhỏ hơn một muối. Rồi nữ chúng ta sẽ có gì, có chuyện cú ít lâu với trên mặt với trên người hơn nha, tại vì nó không có tích tốt đâu nên các cái năng lâu nó không có trở nên cứng thành đâu rồi ha. Rồi không sẽ động hơn để làm gì anh chị, trẻ như chơi chọi đó ha. Rồi xong phần cơ phần cái trên nó sẽ nhỏ hơn, nó thon thả hơn, ha, cơ nó phát triển hơn, mở nhiều hơn, ha, nó xuất hiện nhiều kinh. Rồi, thế thì quá trình chuyển hóa giới tính là nhiễm chất đa y, ha, và SDA sẽ là một quyết định, ha, chuyển hóa tuyến sinh dục rồi, ha, và song song đó kích thích tế bào sinh con ly cũng là lợi ích, và song song đó thúc chế phát triển buồng trứng, ha. Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì sao các chị? Tất cả sẽ là đủ. Nếu không có sự xuất hiện của SD thì tất cả những quá trình tiếp theo cũng không thể ra và tất cả sẽ là thử hết nha. Những cái chuyện mà ngày xưa trong Kinh Thánh nói rằng là gì, thử là cái xương sườn của cái ông Adam ở trên cái bà Eva ngày nào tối về cũng rờ rờ có bị vẽ cái xương sườn có bộ nhí không á là sai đúng không, tất cả sẽ là nữ mà nữ là trước mới tới nam, nên cái chuyện mà vẽ xương sườn của ông Adam thành nên thành nữ là phải đúng không, có đọc cái chuyện đó không? Ừ. Rồi chọn nam ha, thì cái chơi cái gì sức khỏe ha, thanh ngắn những sợi dây cái vùng SD là vùng quan trọng quyết định ha, chuyển hóa như thế nào. Và cái vùng thứ hai nữa là vùng gì đó thì ICF là cái vùng mà tạo tinh trùng ha. Nên tôi nói với các anh chị là trong cái trường hợp mà chúng ta làm cao tiếp ở trong trường hợp quyết định cô sinh nam á, chúng ta kiểm tra với tinh trùng gì hết đấy, mà chúng ta cách xét nghiệm ra là cao tiếp là 46 SD á, lúc đó chúng ta một phần phải làm ICF nữa xem là cái vùng chuyển hóa tinh trùng nó có hay không ha. Có nhiều khi là vẫn 46 SD ha, thì vẫn men lì vẫn đang tinh bình thường hết, mục tiêu cái vùng này còn biết này cho các chị. Ở có tinh trùng nào ha, cái chuyện luôn liên quan với nhau đó. Rồi bây giờ chúng ta coi một cái trường hợp ha, đầu tiên ha, đồng ý SD hoặc là sao không có SD thì sẽ ra. Giới tính di truyền là gì các chị? Là karyotip là gì? 46 vẫn là 46 SD ha. Cái nguyên thủy thì sao? Tuyến sinh dục tinh hoàn sẽ bị sao? Theo nó phát triển được từ đường sinh dục có không? Không ha. Để tới thứ khoát thì có không? Thì chúng ta coi nè, một cái trường hợp dạy giới tự nè. Thì cái gen SD có bị đổi biến điểm ha. Hay là chuyển cái gen ha, cái gen, cái gen. Thì hậu quả sẽ ra gì? Giới tính di truyền cái đấy vẫn là 46 SD ha. Giới tính nữ định tinh hoàn sự thoái hóa thì không có gì để kết thúc chuyển hóa hết ha. Giới tính nguyên khoát nó sẽ có nữ, đúng không? Nếu không có SD nó sẽ không có sạc poly, không có sạc poly thì sẽ không có tiết AMH, không có AMH thì sẽ ra toàn bộ ống lơ sẽ phát triển, ống đựng cũng cần phát triển, nó tự cung cũng giống bình thường. Rồi nên có đặc điểm của lợn lơ như thế này. Đây, thì sao? Nếu như ha là muốn xong SD nè, không có SD nè, hay đột biến SD nè, thì cái cá thể này sẽ làm cái gì các anh chị? Nữ, ha, ha, cá thể này là nữ nhưng mà sao? Vô sinh. Tại sao? Tiến sinh dục bị thoái hóa mất tiêu rồi, không có gì kích thích bị thoái hóa mất tiêu rồi. À, rồi lấy ra một trường hợp khác, không cần SD luôn, nó chỉ cần dính những cái lợi ích ở đường rồi. Cái này là bố nè, ha, 46 SD bình thường, mẹ nè, 46 SD, ha. Thì sao? Trong quá trình sao đó chị? Trong quá trình giảm phân, ha, thì nó chuyển đoạn nè, tự nhiên con y nó buồn buồn ha, nó gắn cái đoạn SD. Là cái gì có thể gì đây? X. Thế là cái cô này sẽ nhận được cái gì? 46 SD mình là cô nhưng mà có SD thì mà hậu quả thành gì đây? Để chai ha. Với đặt X có SD ha, nhưng mà sẽ vô sinh. Thì sao? Là sao? Tại sao nó vô sinh? Nó không ai sẽ ép. Nó chỉ đúng cái đoạn này thôi, SD thôi, đúng không? Chỉ đúng cái nhánh ngắn thôi, còn nhánh dài như cái vùng ICD thì tạo đâu có đâu. Chứ nếu nó có nguyên còn nó thành là 46 SD rồi, nó bình thường rồi. À, thằng bé trai vô sinh do chuyện nhẹ. Mặc dù cái bộ phận cơ thể của nó là gì? 46 SD. À.
cái gen các bạn hiểu lắm, nên chả cần những thời gian tính luôn, là nghiên cứu lần nào mừng cái gì bỏ là khi những thời thứ mấy anh chị mình bố ngang thì cũng về ở Việt Nam mình rồi vô sinh ha, không có chuyện ai sẽ ép lên ha. Rồi sự phát triển kiểu hình của nam sẽ như thế nào, như vừa chúng ta nói rồi nha, tinh hoàn thai cái học môn ha, học môn nó sẽ ở ức chế ở vùng lờ các bạn ha, và testosterone sẽ phát triển qua thì trong không có được một cái men nữa ha, là testosterone nó chuyển từ nam alpha chúng ta nó chuyển thành thiên nhiên đối với testosterone ha, nó phát triển qua sự ngoài. Rồi nữ thì giao cho sao các cái gen này ha sẽ kích thích phát triển buồng trứng, nên nếu như những trường hợp của người sinh buồng trứng á ha, hoặc bất sản buồng trứng thì do cái gen này nó không chuyển hóa, nó không ổn định. Rồi và sự phát triển của kiểu hình nữ thì nó độc lập độc môn các anh chị ha, và sẽ phát triển có vú lơ cũng vậy, không có cái thằng tinh hoàn kia không tiết sẹt cơ ti, không tiết AH tự động cho nó phát triển thôi, không cần tham gia nội tiết do các cái rối loạn về trong đường sự hình thành sinh dục của nữ cũng nè hơn, cũng gặp hơn, cũng đặc biệt hơn. Đây, cái bản này sẽ tóm tắt lại với chúng ta ha. Đây, từ trung bì trung gian, nghĩa là trường việt hóa ha. Rồi, trong các cái tế bào sẽ được chuyển đi vô, nó là cái sử dụng. Nếu ở nam thì sao các chị? Sẽ kích thích ra, nó trở sạc lươi nè. Sẽ tiết ra, mắc là MBS á, không có chuyển HL, không có tử cung. Ha. Rồi, nó song song nó rồi đi. Tiết ra con tên rồi. Có cái men tăng lên thời chúng ta sẽ chuyển hóa được nhiều loại testosterone, nó phát triển ống trung thận, phát triển coi sự việc trong cái này có sinh ra bên ngoài, một và nữ thì cái yếu tố này sẽ phát triển độc lập. Rồi tiếp tục qua cái phần là đối lại phát triển giới tính thì nó sẽ chia làm sao. Ngày xưa từ hồi đầu thì xa xưa rồi á, cách đây khoảng mấy chục năm á thì người ta đặt cái tên này ha, là người ta lấy cái tên của hai cái vị thần mess nè. À, biết cái vật nào đi lạc á là hai cái thần nam thanh nữ tú đẹp nhất á ha, tự nhiên một người rối loạn phát triển giới tính cái chết cái tên của hai thần thì vô đó đây đây à thấy không đó, cũng hiểu của nam với nữ đẹp á nhét cái tên đi vô. Ở trong sau này thấy chơi kỳ quá ha, không biết một kỳ kỳ sao hơi đổi nên là đặt tên là Julius ha, đỏ có đỏ ha, cái gì cũng đỏ mà làm cũng mệt nữa ha, thấy cũng không phù hợp nữa, rồi xong intersex cũng không phù hợp nữa ha, rồi lẩu cái tên nữa đó, nhưng mà rốt cuộc ha thì một cái hệ thống là cho bà chấp nhận cho tới giờ này luôn là tăng cái tên này ha, có nghĩa là đối lại với những giới tính rồi ha, để cho nó khỏi bị cái sự kỳ thị gì đó cái tên nghe mà người ta không phù hợp, giống như chúng ta coi những tập phim vậy đó, thì khi mà tôi tư vấn với những người như vậy nè, thì đầu tiên tôi sẽ nói là cái cơ quan sinh dục nó cũng là cái cơ quan trong cơ thể chúng ta thôi, ví dụ như là có cái gì tập phim thông minh thất, thông minh nhĩ, là những vị động mạch vân vân, hoặc là thực phẩm thận đa nang, là những sản phẩm thì cái này nó cũng vậy đấy, nó cũng là một trong các dị tật của cơ thể trong quá trình hình thành phát triển, nó không mặc cả, nó khi mà bị những thứ người ta mặc cảm dữ lắm đấy ha, dư luận xã hội á, theo cái chết rồi này nó bị dây, nó bị gì gì kia, thường nó sẽ ác tự kỳ ác thì những cái từ đó, chúng ta phải làm những cái từ đó nó chậm lên và cách rất là nhẹ nhàng, ha, mà ta hiểu được vấn đề là vấn đề của chúng ta nó cũng nhiều dạng cơ quan, tất cả cơ quan trong môi, chỉ bò, tập hoàn tay, bàn chân vân vân không, do cái mọi chuyện đơn giản hơn đối với mình này, ha, cái thông báo của tình sốc lớn cái gì ha, về bỏ về luôn á, ha, bỏ về luôn, làm hậu quả là mờ lắm. Cái bản này sẽ chia sau nè, ha, cái bản thu lại của Chicago nó phân loại là người ta sẽ gọi tắt là DSD, ha, đó là, ha, có chuyện mình nhân tính, thì sao, để ta chia sau cái gì? Cái chuyện đầu tiên á, khi một cái bệnh nhân đến với chúng ta và chúng ta thấy ở ngoài cái cơ quan sinh dục ha, chúng ta nghi ngờ nó là có những cái tính, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho đấy là cái chuyện đầu tiên ha, để xem nó là cái gì ha, cái chuyện đầu tiên đó là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta xác định là 46 XY và DSD hay là 46 XY và DSD hoặc là sau cái lần hội của DSD chúng ta sẽ có gì cái gì XY nặng chồng lên cái sự tập nơ hoặc tập nơ hợp với lại XY ha, những cái lời đại cảm giá là đám lực bồn mình bồn thảm á, có nghĩa trong cái cơ thể của người ta có hai dòng tế bào luôn, chiều 45X có khoảng nhiều mấy chục phần trăm đó, xong rồi 46XY hoặc là chúng ta có 47XY 45X hay là cho trong quá trình tạo giao tử lỗi trong quá trình nguyên phân mình thành hợp tử á, nhớ có những cái giai đoạn á sẽ có lần đầu tiên là 46XY chẳng hạn, nó nhân đôi lên, đôi lên đúng không? Thì vì một cái lý do gì đó, một đám tế bào đó mất
y đi, và còn một đám dòng của nó nổi tiếp ha, và còn một đám còn lại là 4.6 xy một mực, thường cái đó là hay gặp nhất ha, vì một cái gì đó mất cái mặt y nó có đám phản này là do trong quá trình nguyên phân của phôi. Rồi bây giờ chúng ta đi nè, bắt đầu đi nè, ta vô ta xác định cá thể đây là 46 xy xy rồi ha, trên calotip rồi, thì cái gì tiếp theo ta coi là bất thường, nó bất thường sẽ ra đâu ha, thì đó là sự bất thường đầu tiên, ta bất thường lý sinh dục ha, nó sẽ có các loại hoặc là gì ha, hoặc là bất sản hoàn toàn ha, nó là bất sản một phần, hoặc là trong cái sinh dục nó vừa có cả cái chuyện trứng, nó vừa có tinh hoàn, trong quá trình chuyển hóa từ ban đầu cái gen đó nó bị một vấn đề gì đó ha, nó không có, nó không bị hóa đầy đủ ha, hoặc là hội chứng thoái hóa tinh hoàn đó luôn ha, tức là bất thường này bất thường đầu từ lý sinh dục, trên hậu quả đi xe tiếp theo là sao các anh chị, khi mà nó bất thường như vậy thì sao, cái tôi không đủ ha, sẽ tôi lấy cái gì không đủ, nên chúng ta sẽ ra cái tôi thì nó không xác định được ha, các bạn cái gì chưa tính, hoặc là cái trường hợp thứ hai là bây giờ cá thể này nè bất thường như vậy chúng ta xác định là 46 xx và dst ha, thì cũng nằm ở trong các cái vấn đề bất thường ha, cái sử dụng ha, thường này ở nữ ít gặp hơn ha. Còn cái kiểu thứ ba nữa, kiểu thứ ba là cái kiểu này, tức là cái này nó nằm cả, tức là nó nằm cả đủ loại hết trơn, thì những cái trường hợp rất là phức tạp, rất là phức tạp. Thông thường á, có những trường hợp tốt nhất á, ha, tốt nhất á là nó sắp phát triển thành cái gì cái gì, cái kiểu hình của nó nam luôn, thì khả năng là tiên lượng tốt nhất. Có nghĩa là trong một cái bối cảnh mà chúng ta sẽ vừa có cảm x là n rồi xy nè, thì tiên lượng tốt nhất của nó là biểu hiện kiểu hình hoàn toàn nam. Ok. Còn cái những cái cá thể còn lại nó biểu hiện kiểu hình nó là thật nơ, có nghĩa là biểu hiện xo thôi, thật nơ thôi. Mới nhất là những biến chứng thật nơ, hoặc là một cái đá ở giữa nữa, mình lưỡng lưỡng, không biết là nằm trong cái gì luôn. Những cái cá thể là chúng ta là đầu tiên nó không can thiệp, nó không can thiệp gì hết ha, nó để theo dõi em bé nó phát triển như thế nào, định hình như thế nào. Và biết là ví dụ như bé đẻ ra sơ sinh á, thì siêu âm đâu có thấy nổi tử cung buồng trứng hay tinh hoàn, nó không thấy được đâu ha. Và nếu như mà ngay cả những trường hợp nó có bất thường, không ai sử dụng nằm vào ổ bụng á, thì lúc đó chúng ta mới sẽ can thiệp cho nên là phẫu thuật, mà chúng ta phải xác định ở bên ngoài đưa ra, chứ không phải buồng trứng để đi cùng nó rồi làm gì, đúng không? Nó phức tạp, nên lượng lượng này phức tạp nhất. Rồi cái tiếp theo ha, cái tiếp theo còn là tiếp theo nữa là những bất thường của hoạt động collagen, có nghĩa là nội tiết ha. Thì bây giờ thì trong nó cái đám nội tiết này nè, nó kiểu là sao, nó không có khiếm khuyết ha, hoặc là sao nó có nhưng nó không nhận được bất thường cụ thể ha. Thì nếu như ở nam nè ha, chúng ta sẽ có những các loại khiếm khuyết collagen, có nghĩa là không tổng hợp collagen ha, thì hậu quả là toàn bộ đường sinh dục nó sẽ sao các anh chị, sử dụng trong nè sẽ không phát triển được ha. Còn nếu như ngược lại, nó chỉ thiếu cái men để chuyển từ testosterone qua từ như testosterone làm thần kinh phát triển cho nên sử dụng ngoài ha. Hoặc có một cái đám nữa khác nữa là sao, không nhạy cảm, có nghĩa là nó không nhận được androgen mặc dù là cơ thể sản xuất đầy đủ ha. Chứ ta không thích hai trường hợp này, hay hay gặp được. Rồi cái kiểu thứ hai nữa, nếu như ở nữ 46 xx DSD chúng ta sẽ có gì thường gặp nhất đó, ha, là gì, tăng hoạt động androgen lên, có nghĩa là ở nữ bình thường nguyên tắc là sao các chị, sẽ không có androgen ha, đâu có testosterone đâu, đâu có tế bào lấy đích đâu, lấy đâu ra sản xuất, vì một lý do gì đó chúng ta mua quá nhiều thứ này, ví dụ chúng ta có gặp trong cái hội chứng tăng sản của nam sinh ha, tự nhiên cái nồng độ androgen tăng đột biến, lúc đó nó sản xuất testosterone ngoài của bé gái ha, nó sẽ phì lại lên, phì lại âm vật lên ha, nó sẽ bị melanin hóa cái vùng môi lớn á, cái chỗ phì quá ha, nó tập nếp ở trên cái môi lớn đó, rồi hoặc là do mẹ của nó ha, mẹ của nó bị dư androgen. Vì một cái ví dụ đó là trong cái trường hợp nó khiếm khuyết cái men aromatase, cái men này là cái men mà nó chuyển các cái chất androgen bình thường phải thất chất các cái buồng trứng á, chúng ta nhớ không? Mình cũng lại đây chúng ta xem lại một lần nữa, cái này đây rồi quên rồi, bỏ cái hình đi rồi, chúng ta nhớ cái buồng trứng của chúng ta nó sẽ có những cái tế bào bên ngoài, tế bào mỏ bỏ trong bỏ ngoài á, thì đó là những cái tế bào sinh trưởng nó sẽ bị khóa thành để nó giới tiết ra cái chất nội tiết là androgen, sau đó thì những cái tế bào hạt đó nó mới có cái men aromatase, nó chuyển thành estradiol, nên nó có một cái men đó, thì vì một lý do gì nó đánh nhau cũng vậy, vì tương tự cái chuyện như vậy, nó không có cái men đó, nó không có cái men đó thì hậu quả toàn bộ ha, nó không có chuyển thành estradiol mà nó chuyển thành androgen, cho nên sẽ làm cho bà mẹ sẽ bị nam hóa ha, những tế bào ha vô mọc phình lên à, trong người chỉ lông láo quá trời luôn, nó thấy bụng quá thì lông mọc kiểu nam á, nó sẽ thấy mọc lông kiểu nam,
cái lông nó sẽ hình gì các chị, cái hình thoi á ha, bụng nó đầy lông luôn, xong rồi nó bắt đầu mọc mặt quả, nó mọc lông kiểu như râu nam lên, mọc phì lên, giọng nói thay đổi nhưng vô nó cũng giọng ầm 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 rất là từ từ rồi cái này ha, cũng là âm lên thấy tự nhiên là cái bé gái chứ tới từ nó bé gái cũng mất từ qua xem coi về cái bệnh này ha. Rồi còn là tiếp theo ha, chúng ta làm cái mắt hội chứng ha. Cái hội chứng này thì nó có thể nằm ở trong 46XI hoặc là 46XX luôn ha. Thì lúc này cái DSC này là do bởi vì bất thường có chị cũng nhớ. Anh nhớ rồi đúng không? Nhớ cái bài quay bên hình sư gần thẳng nhớ á. Thì một cái lý do gì đó bất thường nó lộ nhớ ra ha. Hoặc là sao nó lại sẽ ăn đạo thì những cái đó nó cũng sẽ nằm trong cái DSC. Nhưng mà cái này nằm trong các cái hội chứng hoặc là bất thường nhớ, chứ không phải là do cái bất thường điều trị phía trên. Rồi đây là ha, các bạn chúng ta xem một số cái gen thôi. Bắt đầu từ bên ban đầu ha, tí sinh dục này là nó đang có khả năng nam bị hóa bằng cả hai bên ha. Nếu giờ tính nam là chúng ta test rồi ha, test rồi chính là ha, FGF9 ba cái gen này cần phải có thì bị hóa tiếp là cơ quan sinh dục nam. Rồi đủ là các gen này ha, để bị hóa tiếp là các cái bụng trứng. Rồi, cũng như vậy thôi, hai nhắc lại thôi, thật hai cái này là nhắc lại thôi. Thì tần suất ha, đến năm 95 này tôi nói nãy á, 5.000 ha, rồi tới năm 2.000 là xong cái gì phát hiện lên khoảng 1.000, 1.000 ha, là vì lý do là càng ngày ta càng để ý chú ý đến cái chuyện đó hơn ha, để ý chú ý có nghĩa là sao các chị, thì cái chuyện người ta chấp chấp nhận thôi, có nghĩa là sau khi sinh em bé ra rồi mới sinh ra nên dơ lên nhìn ha, nhìn cho bà mẹ, nhìn cho các cái bác sĩ nhìn những gì đó, nhìn cho nó xác định được giới tính ở cái thời điểm đó ok hết. Nhưng nếu chúng ta thấy có vấn đề bất thường thì chúng ta hãy để cho bác sĩ sơ sinh khám bé và chẩn đoán lại, khoan vội vàng vớt vô theo cảm tính của chúng ta. Ai nên chú ý những cái chuyện đó và bà mẹ về để ý là ví dụ như khám sơ sinh, bác sĩ sơ sinh về để ý xem cái hai cái tinh hoàn nó xuống chưa, kiểm tra bé xem có lộ đẹp có đóng thấp hay không, ai chúng ta sẽ chẩn đoán sớm bằng cách như vậy. Chứ còn cái chuyện từ xưa là ta chẩn đoán giới tính chúng ta đi hoàn thiện cũng ok rồi ha, không gì sửa chuyện cô ta chơi chọi đó. Rồi chúng ta coi coi ha, 46XI ha, cái kiểu di chuyển nó vẫn là 46XI nhưng mà kiểu hình nữ ha, thì nguyên nhân nó quay lại nguyên nhân bất thường tinh hoàn có nè, thiếu học môn nước chế u lơ đó nè, bất thường tăng testosterone, bất thường sử dụng ha, thì giảm cái men nam alpha của chúng ta hoặc là không nhạy cảm. Cứ làm đôi xem đây cho mình học chúng ta xem ha, tự nhiên thấy một cái bé này chúng ta không xác định cái DSC nè, thấy không, thì cái đường tiểu nằm út dê luôn rồi mấy chị ha, đường tiểu nằm út dê này, đây cái tình trạng bị đại vật, cái này không phải bị vật ha, đường tiểu nằm như này ha. À, cái trường hợp khác ha, đây chúng ta sẽ có là 46XI nè ha, thì hai cái biểu nằm đây. Mình cái lỗ cái này nó bị hội chứng là bùi duyên vật, cái lỗ tiểu nằm út chỉ đây nè, nó vừa bùi duyên vật mà vừa cái lông thấp nữa. Ha. Ha. Thì cái này nó xếp vào cái gì? 46XI, DST. Mà còn nguyên nhân DST tại sao nữa thì chúng ta sẽ xem. Tất nhiên liên quan đến tinh hoàn rồi, liên tinh hoàn rồi, đúng không? Đó, chúng ta sẽ xem bé nó phát triển như thế nào. Và tiếp theo có được tiếp cho rằng là sao? Rồi nhiều khả năng thì chúng ta sẽ chỉ đơn thuần bất thường qua chuyện ngoài thôi. Tại hai tinh hoàn bị hóa đây là ok đó, nó no mạnh đó, nó sẽ xa phải điều trị điều này ha, nó mổ kéo dài cái dương vật ra, vô cái lỗ tiểu này nằm thanh ra đầu dương vật, đúng không? Đây là dương vật nhẹ rồi. Cái trường hợp thứ hai nữa là 46XX DST, tích cặp hơn cái gì nha, như tôi nói hồi nãy á, thì các chị của nữ là độc lập cộng môn tích cặp hơn, kiểu gì thì 46XX ha, và kiểu hình thì là nam, nguyên nhân chúng ta có gì? Tăng sản thành phần bẩm sinh đó, chúng ta nói đi những phần này hoặc là mẹ sử dụng học môn nam thay kỳ ha, cái này là không phải là sử dụng học môn nam vì nhắn kích chặt lắm, tại vì khi mà học môn nam nó sử dụng cái dẫn xuất của cái testosterone đó ở phụ nữ nước ngoài á, nó sẽ làm cái chuyện mà ham muốn tình dục của anh chị là ở nữ là do cái testosterone quy định, không phải do chuyện đẹp, không phải do bộ testosterone, cho nên khi những người mà